Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay bạn Phú yêu cầu mình vẽ cho bạn Phú một con cua nha. Giờ mình vẽ con cua cho con của mình. Con cua đúng không? Con cua nhớ nè. Rồi, để ba vẽ con cua cho Phú nha. Con cua nhớ nè. Ừ. Con cua nhớ nè. Rồi, vẽ con cua, không biết vẽ sao nữa, vẽ đại luôn. Cái này cái gì? Con cua kẹp. Cua kẹp hả? Cái đó là cái gì? Cua con cua. Con cua kẹp. À. Rồi. Vẽ này coi. 1 2 3 4. Bốn cái gì? Bốn con cua. Sai, bốn cái cẳng. 1 2 3 4. Con cua có bốn cái cẳng. Cái một bên cua nè. Một bên bốn cẳng. Vậy là hai bên là 8 cái cẳng. Cái cẳng cua nè. À. Đây. Ta nghe. Cái cẳng con cua nè. À, cẳng cua phải không? Cái cẳng con cua. Rồi. Cái cẳng cua hả? Này đây này, cái cẳng cua nè. Cái cẳng con cua nè. Ủa, vậy là vẽ thêm con cua nữa phải không? Cua đây nhỏ xíu rồi sao vẽ? Đây vẽ đại nha. Rồi vẽ đại thôi các bạn ơi. Đây, này là cái càng con cua nè. Ba tưởng tượng ra đó thôi nha. Đây. Đó. Một cái càng. Ở đây thêm cái càng nữa. Rồi đây là cái cẳng con cua. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Con cua bé. Con cua bé. Rồi. Con cua nhân ba nè. Sao vẽ con cua chỗ nào đâu? Con cua bị ba. Ờ, con cua bị ba. Cua ba. Cua chỗ này nha. Đây vẽ thêm một con nữa nha. Một con, hai con. Ừ. Bốn, ba con. Con này là con thứ ba nha. Đấy. Dạ. Đây. Rồi đây nè. Cái con nữa. Ừ. Đây là con cua sáng tạo. Tự suy nghĩ ra. Con gì? Con cua kẹp. Rồi xong. Đây là ba con cua cho bạn Phú đây. Rồi xong nha con. Cô nhìn ba coi. Thích không? Con này con gì? Con cua. Con cua hả? Con này. Con cua đỏ nè. Rồi thêm con cua đỏ nữa hả? Rồi, rồi thôi được rồi. Rồi ba nghỉ vẽ nha. Chút xíu ba vẽ thêm con cua nữa cho Phú nha. Rồi xin chào các bạn ơi. Nói xin chào các bạn. Phú nói xin chào đi. Nói. Bỏ con cua đỏ. Hình như chưa có chịu. Rồi vẽ thêm á. Thôi mình bye bye các bạn nghe để mình vẽ cho nó nha. Bye bye. Bye bye.